Em lên một con Robata di Camerino nè. Con này là hiệu Pháp nha. Hiệu Pháp sản xuất tại Nhật cho em con này. Sorry nó bị tối. Đó. Bộ bọc vàng cho em nha, gắn tem vuông bọc vàng cho em, đằng sau còn tem đít nữa ha mọi người. Đó, hiệu chữ R nha. Đó, khóa bọc vàng luôn, tất cả đều bọc vàng, cọc số La Mã cho em rất là đẹp. Con này dây da đà điểu rất là sang trọng nha. Đó. Rất là đẹp luôn con này. Rồi em sale con này với giá là 600k. Size em sẽ ghi trên phần tiêu đề nha. Em đo xong em sẽ ghi trên phần tiêu đề. Tay của em 15 đeo nè. 16, 17 đeo vô tư. 600k hàng full hộp, em sale quá rẻ nha mọi người. Có thể inbox qua Zalo hoặc số điện thoại cho em nha.